2 giờ buổi sáng. Ủa dạ. Thật sự là cả tháng này chồng không biển thủ gì, không lấy tiền gì hết trơn. Chồng thề luôn á. Tôi đâu có cơ ông biển thủ tiền của tôi. Chứ sao tự nhiên cái vợ nhìn chồng ghê quá vậy? Mà đang tính sổ nữa. Tại vì tháng này tôi thấy chi tiêu nó quá hợp lý đi. Trời ơi, hợp lý thì là đúng độ. Mà sao còn vợ nhìn chi làm hết hồn à? Tại vì nó quá hợp lý cho nên tôi mới nghi ngờ. Nè, tôi nói cho ông biết, tôi mà phát hiện ra ông biển thủ tiền của tôi ha, là ông đừng có trách nghe chưa. Chốt sổ. Rote chi bê, rote chi non. Somo it đi. Giật cái cửa sổ. Cái gì? Em mới tham gia hội phù thủy trên mạng á, người ta chia sẻ cái nước phép may mắn này nè, nên em làm cho mọi người dùng thử. Ê tôi. Xin miếng nước dĩa. Trời đất ơi, cái gì vậy trời? Phù thủy nước phép may mắn nghe sang gần chết, xin miếng nước dĩa là sao, nó quê quá nè. Đầu năm tôi thấy tôi xui lắm, cho tôi một miếng đi. Được chứ. Cảm ơn. Anh Thiên. Gì? Cho em xin miếng đi. Chứ bữa giờ khán giả comment chê dữ quá. Rồi được rồi, nè. Được chưa? Được rồi. Cho xin miếng nữa. Hoài vậy ba? Chút xíu nữa thôi. Bên. Hả? Lố quá. Không lố đâu chị, lố nó nhiều may mắn. Tiếp. Mà Thiên. Dạ. Cái này có thiệt không vậy? Đâu có biết đâu. Em mới học thôi à, làm thử thôi. Vậy hả? Ừ. Chị miếng. Ok. Nè, nghe. Dẹp ngay nha. Cái xóm trọ này tụi bay đừng có quậy quọ, mà cho nó yên ổn, bình yên là cảm thấy may mắn rồi. Cái gì vậy chú? Con chỉ muốn mọi người may mắn thôi mà. Không có logic, không hợp lý, hiểu chưa? Dẹp. Đó, nói nghe vậy đó. Ngoan, chú thương. Không có. Ý là nó cũng gần hết rồi, chờ kết quả thôi. Mày... Đó. Dạ, chú ơi. Cho con hỏi, ở đây có phải là xóm chợ chú Mạnh không? Phải, có gì không con? Dạ, tôi nghe nói là ở đây có cho thuê phòng giá rẻ phải không cậu? Đúng rồi chị. Chị mời chị ngồi, Dạ. Má ngồi đi má. Rồi. Chị với cháu dùng trà nghe. Chị Hiền thấy chưa? Thấy gì? Linh nghiệm rồi đó. May mắn đó, thấy chưa? Đó, chê tôi nó đi, chê tôi nó đi. Mày chê đâu. Ông Bình. Hả? Trời đất ơi. Trời. Mèo. Không. Chị định thuê là ngắn hạn hay dài hạn vậy? Dạ, chắc tôi thuê dài ngày thôi à. Tôi đưa thằng con trai lên đây đi thi học sinh giỏi cấp thành phố. Nên khi nó thi xong á là hai mẹ con tôi về quê. Chà, có đứa con trai mà đẹp trai còn học giỏi vậy nữa. Chắc dạ. Cưng lắm ha. Cậu ơi, thật ra đó, nhà của tôi nghèo lắm. Nên con tôi nó không được sung sướng như con nhà người ta đâu. Tôi chỉ cố gắng hết sức để lo cho con mình nó tới đâu hay tới đó á cậu. Dạ. Thì bậc làm cha mẹ nào cũng vậy mà. Bởi dạ. Vì con á, con có tên gì nè? Dạ, con tên là Phương. Phương, còn chị là? Tôi là Phúc ạ. Nè Phương, nghe má Phúc con nói rồi đó nghe chưa? Ráng học giỏi, sau này làm kiếm tiền, giúp đỡ lại cho má, nghe chưa? Dạ, con biết rồi chú. Cậu ơi, vậy là mẹ con tôi xin ở đây một tuần. Nè. Tôi có cần cọc hay là đưa tiền trước gì không cậu? Thì bình thường là một tháng ở đây là 2 triệu. Dạ. Một tuần vậy là 500. Chị gửi tôi 500 là được rồi. Dạ. Con cứ yên tâm, ở đây yên tĩnh lắm, thuận tiện cho ôn bài nghe. Dạ. Vậy là đủ rồi chị. Ủa,
Lúc nãy cậu nói với tôi là 500 mà. Được rồi, tôi nói đủ là đủ nghe. Thôi tôi dắt hai mẹ con vô coi phòng nghe. Đi, sao không vô? Mẹ con tôi cảm ơn cậu nhiều lắm. Cảm ơn. Đi nè, cầm vô. Dạ. Đi vô con. Dạ. Đi, cho năm mươi đứa. Dạ. Đây nè chị, đây là con. Ủa, Thiên. Dạ. 500 ngàn, điện nước, còn 200. Là hên hay xui? Xui. Kiều. Gì anh? Cho anh mượn cái khăn. Mượn khăn em chi? Anh lau trước khi nó thấm vô. Thôi được rồi, để em lau giùm cho. Có cần lau nữa không anh? Rồi, nó thấm hết rồi. Mình làm gì nhìn dữ. Chị Hiền, ý là lần đầu thì cũng phải có sai sót chứ. Để đợt sau hả, em làm tốt hơn. Lần sau? Hả? Con, học bài hả? Ủa má, ăn xôi cho no đi rồi học con. Dạ thôi, má ăn xôi đi. Để con học bài xong rồi xíu nữa con ăn mì. Ăn mì gói nóng lắm, không có tốt đâu. Ăn xôi đi. Nhưng mà con thích ăn mì. Má ăn xôi đi. Con cứ ăn xôi đi, mì để lát nữa má ăn cho. Sao con nói là con thích ăn mì, con không thích ăn xôi? Xôi nó khô lắm, con muốn ăn mì. Mì nó có nước còn dễ ăn. Thôi được rồi. Vậy bây giờ cái phần xôi này nè, mình sẽ chia làm hai. Má ăn một nửa, con ăn một nửa. Chốt vậy nha, không có được cãi lời má. Vậy thì được. Nhưng mà để con chia á, má không được chia đâu. Con à. Dạ. Nhà mình nghèo quá à, má không có lo cho con đầy đủ như con nhà người ta được. Con có buồn má không? Con biết hoàn cảnh gia đình mình mà má. Mà má nè, để con ráng học thiệt giỏi, xong rồi con đi làm con kiếm tiền, con về con lo cho má nha. Có rồi mới nói nghe. Con cũng má giỏi lắm đó. Má có để dành ít tiền, con ráng thi cho thiệt giỏi, rồi má sẽ đưa con đi ăn cái món ăn mà con thích nhất. Phở hả má? Ừ. Con cảm ơn má. Ăn đi con. Dạ. Ăn sáng là vậy. Gì vậy? Phở nè, món vợ thích á. Đưa đây. Nhanh lên, đưa, thả cái tay ra. Nè. Ủa, xong rồi đây. Đứng im lại. Nè, ăn trước đi. Phương, em ăn này đi. Phở hả chị Hiền? Ừ. Thế vậy? Dạ. Em cảm ơn chị Hiền. Em có đồ ăn sáng rồi. Em thương má em không? Dạ thương chứ. Thì đó, một hộp xôi mà chia thành đôi thì làm sao mà má em ăn no được. Em có để cho má em ăn hộp xôi đi, còn em ăn cái này. Không sao hết, ăn em nha. Nhìn vậy nhìn. Hả? Đi mua mới. Rồi, hai mẹ con ăn đi nha. Hiền. Dạ. Cô cảm ơn con nhiều lắm. Trời, không có gì hết. Hai mẹ con ăn đi, tự nhiên nha. Giờ con đang bận sổ sách cái nha. Dạ. À, anh giao 2 ly trà sữa hả anh? Rồi anh tới chưa? Rồi bây giờ từ cái đầu hẻm đó đó, anh chạy vô cỡ 500 mét, anh nhìn bên trái có ghi cái bảng là sớm trọ chú Mạnh. Đó là anh tới rồi anh. Dạ rồi cảm ơn anh nha. Em chào anh Bình. Ủa Phương. Dạ. Em đang ôn bài hả? Dạ đúng rồi. Vậy là nãy giờ anh làm ồn quá hả? Làm phiền em quá. Dạ không sao đâu, em ngồi đâu học cũng được mà. Dễ thương ghê. Thôi vậy không phiền em nữa, anh ra ngoài đứng chờ lấy 2 ly trà sữa nha. Dạ. Hello cưng. Em chào chị Yên. Ừ,
Chị đi đâu vậy? Chị đi làm. Đang giải bài hả? Dạ, em giải lại mấy cái đề của năm ngoái. Có gặp khó khăn gì không? Chị giúp cho. Tuy là kiến thức đã cũ nhưng mà chị tin chị giúp em được nha. Nhưng mà có trễ giờ làm của chị Yên không? Chắc là không đâu, chị hẹn khách thư thả lắm. Chị đây, coi chị gì cái cho. Đề này với. Ừ. Đâu? Bài này nè. Cái này hả? Cái này thì em phải coi cái góc của nó như thế nào đã. Tới khúc này em chỉ cần bấm máy tính là ra thôi. Ừ. Ủa Yên, mày làm cái quái quỷ gì vậy? Giải đề. Giải đề? Ừ. Mỗi năm mỗi thay đổi. Mày nhắm mày giải được không? Hay mày dẫn con người ta đi xa luôn? Anh Bình, chị Yên giúp em giải đề thiệt đó. Thiệt sao? Ừ. Ông Bình, có em hôm nay ông đứng đắn xíu đi. Ê, làm một ly trà sữa này cho chắc bụng rồi đi làm. Nè Phương, uống đi. Vậy thôi em không muốn đâu, chị Yên uống đi. Trời đất ơi, em học hành em uống đường nhiều cho em tỉnh táo giải bài mới được chứ. Giờ chị đi làm tới nơi rồi chị đâu cần uống. Em cảm ơn chị Yên. Ừ. Vậy thì mày uống ly của tao đi cho chắc bụng tỉnh táo rồi đi gặp khách hàng. Rồi ông sao? Mấy cái này nó quá tầm thường so với tao. Tao đi ăn mì Ý cho nó sang. Chị đi làm nha. Bye. Dạ. Nè, yeah. Mì gói còn không có ăn mà đã ăn mì Ý. Thì nói vậy cho đỡ thèm không được hả? Sao tào lao quá vậy? Cái thùng này của ai vậy ông Mạnh? Không biết, không hề có một dấu vết nào hết. Từ khi nào? Khoảng 7 giờ 15 cho đến 7 giờ 45 tối nay. Đã check camera chưa? Bộ xóm trọ mình có camera rồi hả chị? Không có. Vậy chị hỏi làm chi? Chị quên. Chà, tưởng xóm trọ lên rồi. Tập trước rồi hả? Dạ đâu có đâu. Ừ, coi như không tập trước đi. Đều ghê. Nhưng mà tôi vẫn thắc mắc nha. Cái thùng này là của ai? Mang tới đây làm gì? Mình đâu có quan tâm cái chuyện đó để làm cái gì. Có quà là vui rồi. Hay quá, má chớp ba nhán. Ông không nhớ tập trước hả? Lỡ như trong trọng có ma túy tổng hợp thì sao? Ăn cho bằng hết luôn nha. Ờ hả? Chú Mạnh, lỡ có ma túy rồi sao chú Mạnh? Nè, người ta giả 2 chiều, tôi giả 14 chiều đó mà tin không? Ủa? Qua trái trên dưới luôn đó. Lao được không à. Nhưng mà chú nghĩ không phải là ma túy đâu. Tại nếu ma túy người ta không có để mà chơi hơn mà giữa cái sóng trọ gì đâu. Chủ cách rồi. Thiên, dạ. Lấy cái điện thoại ra quay lại. Kêu. Dạ. Làm bằng chứng. Dạ. Kính thưa quý vị và khán giả, hôm nay vào lúc 7 giờ 15 đến 7 giờ 45, xóm trọ chú Mạnh đã nhận được một phần quà bí ẩn, vẫn chưa biết chủ nhân của nó là ai. Xóm trọ chú Mạnh xin được phép quay clip này để inbox cái hộp quà này để xem trong đó có gì. Nếu như trong hộp quà có cái gì đó phạm pháp thì xóm trọ chúng mình sẽ không phải chịu trách nhiệm. Quý vị và khán giả hãy làm chứng cho xóm trọ nha. Khui. Khui. Khui đi mình. Nên vậy cái gì mà lệ mà dám khui đại đi. Nè, lỡ ma thí làm sao? Cái gì cũng phải rồi mà. Đã quay video rồi. Mà cái gì cũng phải chậm chậm cho nó sang trọng chứ. Quan trọng là bên trong nè Thiên. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời quà. Trời ơi. Mày làm hết hồn rồi. Đồ cô Hiền. À đồ của vợ nè. Này đồ tránh mụ á, phải chú Mạnh. Mày nghe không có vợ nha. Chú Mạnh. Ủa, trong cũng quà nữa hả? Đồ của. Ủa? Ê của mày nè Yên. Có của Yên nữa nè. Ủa? Ừ. Ê này của tao. Đâu còn kêu ý kiến đâu. Ủa? Hết rồi. Ủa là sao? Hết rồi. Hay là điên quá. Trời ơi, thì có sao mà vô duyên quá. Ôi. Dạ là có gì vậy? Mẫu quà coi coi. Trời ơi, có trong đảo luôn nè. Đỡ mất tiền nha. Dạ. Đây, chủ. Ê, mày nhớ hồi sáng không Miền? Hồi sáng tao nói tao chán mì gói. Tao thèm mì Ý. Ờ. Nhớ không? Nhớ. Đùng cái tối có mì Ý luôn nè. Trời ơi mô Phật. Trả được không nha? Của mày lấy gì vậy? Không cho biết. Nè ông trời. Bình nè, trước mặt mọi người nha, không có con nít nha. Nè trước mặt mọi người, mày tôn trọng tao được không? Không. Tại sao? Không thích. Tao với mày là anh em,
đâu có gì đâu mà phải giấu giếm giếm vậy hả? Đâu có giấu đâu, tao không thích cho coi thôi mà. Nè, tao nói nha, trên trời thì có trăng có sao, mày ngó lên trời kìa, mày ngó kìa. Ở dưới thì có a vẫn là spaghetti mì Ý xàm. Thôi nè, hai anh em tụi bay đúng xàm đó, chứ không phải một đứa đâu. Ủa sao vậy? Sao chửi con? Tụi bay chiếm sống cũng đã lâu, cũng đã nhiều rồi, thì phải để ý tới bạn gì chút xíu. Mày nhìn người ta kìa, thấy chưa? Dưới quánh bao chiều mà giỡn hoài. Trời ơi, bạn diễn nhưng mà hơi thú quá à. Con mẹ. Trời đất ơi, người ta chiếm sống thì người ta có quyền. Tôi nghĩ á, là mình nên đổi tên phim đi. Tên gì? Bình Yên và Xóm Chợ Chú Mạnh. Được nha. Ê, hay. Sáng mặt tay mà chứ được hả? Nè, tao bỏ tiền đó nha, tao bỏ tiền đó. Đúng. Ông có Kiều Thiên khùng quá à, nói giỡn á chứ. Ăn chung luôn nè, có gì đâu buồn. Vô đây. Ờ, vô ngồi ăn chung, vô ngồi ăn chung. Nói câu nghe được á. Nè, ông mở ra cho Kiều với Thiên ăn chung luôn. Mở ra ngồi ăn chung. Ăn chung luôn nè. Gì vậy? Đồ của ai nấy ăn. Ích kỷ nha. Này này nè, mày ích kỷ thiệt đó nha Bình. Cái đó là không được nha. Không phải ích kỷ chú, mà chuyện nào ra cái đó chứ. Má dạy sao? Má dạy đi ra đời phải biết chia sẻ với mọi người, mở ra liền nhanh. Mày đại diện chia sẻ được rồi. Vậy đi cho nhanh chú ơi, đợi ổng lâu quá. Ăn nha mọi người. Ở đây em ăn đây, dạ. Nha. Trời ăn gì mà ăn. Bây giờ mình phải tìm ra người mà tặng mấy cái này cho mình đây nè. Trời ơi chị ơi, mình ăn chút đi. Rồi mình tìm cái đó sao. Này để lâu quá nó không ăn được đâu, bà uổng á. Đúng rồi, đúng rồi. Thôi đi vô hai đi ăn đi nha. Dạ. Đi ăn đi, phải đi ăn đi. Dạ. Chị Hiền ơi, chị Hiền ơi, cho em mấy gói mì đi chị Hiền. Chị Hiền ơi, chị Hiền. Anh Thiên. Hả? Ủa? Hình như em thấy chị Hiền đi chợ rồi hay sao á. Mà có gì không vậy? Tính mua mấy gói mì ăn á mà, đói quá trời luôn á. Ủa mà em đứng đây làm cái gì vậy? Đang phơi cái máy tính nè. Phơi máy tính? Đúng rồi. Tự nhiên nó hết năng lượng hay sao á, em bấm quả nó không lên. Ừ. Thôi em phơi tiếp đi nha. Anh Thiên. Hả? Ủa? Anh Thiên học đại học gì vậy? Này biết hỏi quá. Nói cho em nghe chứ anh học IT đó. IT hả? Ừ. Mấy người học IT là giỏi lắm nha. Tất nhiên rồi. Mà đâu nghe nói là em sắp vô đại học rồi đúng không? Đúng rồi. Nôn lắm đúng không? Em tìm hiểu hết rồi đó. Ừ. Mà anh Thiên, học đại học có khó không? Không khó đâu em. Chỉ cần mình biết cố gắng với là mình phấn đấu, quyết tâm là mình sẽ vượt qua được đó thôi. Vậy là anh Thiên vượt qua đúng không? Tốt nghiệp rồi đúng không? Đại khái là vậy á. Vậy là nợ môn hả? Mấy cái đó đừng có biết sâu quá, biết tới đó thôi được rồi. Vậy là nợ môn thiệt rồi. Lo cái máy tính đi kìa. Học nữa nè. Trời ơi, sắp đi học tới nơi rồi đó, lo đi. Em biết rồi, em về em phơi chút xíu nữa em làm bài. Thôi khỏi đi. Đứng này đợi xíu nha. Ủa anh Thiên. Xài đi. Thôi anh Thiên giữ đi, em xài cái của em được rồi. Cái này á, nó hư lên hư xuống là lúc mà em vô em thi á, nó bị trục chặt gì làm sao được. Giữ của anh đi mà xài. Hư thì em ra em phơi nắng tiếp. Thôi đi cha. Cha ra ngoài cha phơi nắng là vô là hết tiết, hết giờ làm bài luôn đó. Cứ dùng đi, anh tặng. Anh tặng em thiệt hả? Ừ. Dù sao á, anh cũng học xong mấy cái môn cần phải tính toán rồi, không có cần nữa. Vậy nha, đi vô á. Em cảm ơn anh Thiên nhiều. Có gì đâu trời. Trời ơi, mọi người ơi, mọi người tập hợp. Trời ơi, cái gì vậy? Chuyện gì vậy? Có chuyện gì? Các bạn nghe coi cái gì? Có ai để quà ở đây nè? Có như tặng quà xóm chợ mình đó. Sáng tao giờ mày làm hết hồn à? Xóm chợ mình nhận được quà nữa hả? Hết hồn luôn á. Chắc là ông chờ thấy xóm chợ mình dễ thương nên là gửi những điều may mắn tới xóm chợ mình đó. Ừ, chắc vậy. Hoặc là cũng có thể có ai đó muốn báo đáp ân tình cho tụi mình thì sao? Không. Tôi nghĩ nha, là cái nước phép may mắn của tôi tới bây giờ nó đã có tác dụng rồi đó. Thôi đi. Lúc nào cũng phép bùa bùa. Ừ. Tôi thấy á, cái chuyện này nó hơi kỳ kỳ đó ông Mạnh ạ. Thôi kỳ gì chị ơi, có quà là được rồi, đừng quan tâm. Mày thử cầm coi là ai quà tặng ra vậy. Tặng Thiên, xóm chợ chú Mạnh.
À tặng cho chú nè chú. Tôi đi tôi gõ cho mỏ mày bây giờ mày không hả? Nè sớm chỗ chú Mạnh. Tặng ai? Tặng Thiên. Xàm thiệt. Quên đi. Bữa nào dắt má lên đây nha. Chi chú? Hỏi coi nhỏ có té giếng gì không? Dạ không, khu con làm gì có giếng mà té. Sao kỳ vậy ta? Ổng có té xong mấy lần. Thôi hiểu rồi ha. Chú. Gì nữa? Tính ra là xóm chợ của mình ai cũng có quà hết trơn rồi. Mà sao con không có? Hôm bữa là anh Thi anh có cái rải cái nước lên trên người con nữa mà. Hay là do em rải nhiều quá nên bị phản tác dụng không? Nè ông Bình. Ừ? Ông nhớ kỹ lại đi. Cái người vẫy nhiều nhất là ông. Ông thiếu điều muốn tắm lên người luôn á. Mày sao? Đúng rồi. Bình vô tri mà. À hay là dạo này á, giống như cô còn nãy con nói á. Dạ. Tụi con có đi làm công quả công cái cho ai rồi người ta trả ơn không? Dạ không, tụi con sinh hoạt bình thường đâu có làm từ thiện gì đâu. Gì kỳ vậy ta? Ê, hôm bữa mày cho ông Phương cái ly trà sữa nha. Có một ly nước thôi ông Bình, ông làm như lớn lao lắm vậy đó. Ê, tôi thấy hợp lý nha. Bữa tôi cũng cho thằng Phương cái máy tính của tôi nữa đó. Ê, còn chú có giảm tiền nhà cho mẹ con Phúc. Ê, còn em nha, em nhường cho ông Phương cái tô phở. Kêu. Con có. Con không có cho gì hết trơn hả chú? Vậy là đúng rồi. Con hiểu rồi. Hết hồn, hiểu cái gì? Nói đại đi. Con hiểu ra vấn đề rồi. Vấn đề gì? Tức là có một vị đại gia nào đó đem lòng si mê cô Phúc, cho nên là bất kể ai giúp đỡ cho cô Phúc, vị đại gia đó đều sẽ báo đáp ân tình. Vậy thì vị đại gia đó phải vừa già vừa cận. Tại sao? Tại vì cô Phúc già rồi mà cô Phúc chân cũng không có dài nữa, mà đại gia chỉ đi theo chân dài thôi. Ông Bình, ông vô duyên thì thôi nhé luôn. Mắc gì? Cô Phúc cũng xứng đáng được yêu thương vậy. Cổ là một người phụ nữ vừa đẹp người đẹp nết. Cổ dành cả thanh xuân của cổ, cổ chăm sóc con cổ. Thì người ta mến mộ là chuyện bình thường thôi. Nếu như vậy thì chắc có lẽ là tao chưa tới tuổi. Mày có tới cũng ai thèm yêu mày đâu ha. Mày vô duyên quá mà ai thèm. Chú, tôi cũng thương chú. Chú, có người thèm. Ai? Con là... Vậy. Em đừng nói nữa Kiều. Anh lại em, nhiêu đó đủ rồi. Có chú, con ghẹ nó khoái con ghẹ. Con mệt hai năm này quá đi. Cự cãi hoài. Bây giờ vô vấn đề lại nè. Nói tóm lại, tất cả mọi sự việc liên quan tới quà cáp là những ai mà liên quan tới mẹ con của cô Phúc là được quà hết. Đúng chưa? Dạ. Vậy giờ sao chú? Hiền ơi, tư vấn chị này cái. Trời, tư vấn cho chị. Trời ơi, chỗ em với chị em không à. Chị muốn mua gì thì qua đây em bán cho chứ. Răng. Tư vấn răng hả? Chị tư vấn răng hả? Chị ngồi đi. Chị bị gì? Chị bị trồng răng sứ. Trồng răng sứ hả? Chị nghe ra em coi. Trời ơi, răng chị vỡ nhiều nha. Ố vàng nữa. Em nghĩ là thay răng sứ nhiều á. Mà chị mới để dành được có năm mấy triệu à. Tham khảo mấy chỗ kia thấy mắc quá, không biết đủ làm không nữa. Trời ơi, năm mươi mấy triệu mà không đủ làm hả? Ồ. Trời ơi, vậy chị tới chỗ em là đúng chỗ rồi. Bên nhà khoa slip nè, 16 cái răng sứ mà có 39 triệu à, toàn răng sứ tốt. Rẻ vậy? Dạ. Cho chị xin địa chỉ đi. Đây, địa chỉ là 159A Trần Huy Liệu, phường 8, quận Phú Nhuận nha chị. Đây, có số hotline ở đây luôn. Chị tới đó, chị nhớ nói là hả, chị có tư vấn bên em Hiền xóm chợ chú Mạnh để em được hưởng hoa hồng nha. Rồi, ok, cảm ơn em nha. Dạ. Về nha. Bye bye. Trời ơi, cảm ơn chị nha. Xin chào chị Hiền. Ủa, ra ông bà em. Dạ đúng rồi. Ờ, ngồi ôn đi. Alo, Kiều hả? Ra trong quán giùm chị cái. Chị đi qua nhà bác Tám. Vậy nha, ra liền nha. Coi quán chị xíu nha. Dạ. Ủa Phương, em đang học bài hả? Dạ đúng rồi.
chị đem hả trà sữa nè, trái cây, vitamin ra bồi bổ cho em nè. Em sắp thi rồi đúng không? Dạ em sắp thi là đúng rồi. Nhưng mà em đâu có mệt mỏi gì đâu mà chị bồi bổ cho em nhiều dữ vậy. Đó là em thấy vậy thôi. Chứ người, chứ chị nè, chị nhìn em nè. Bữa giờ cứ cặm cụi vô học bài người hốc hác. Em thấy không, mặt em á, hốc là xương quay xanh lòi ra hết trơn à. Ủa, nhìn em gầy hả chị? Đúng rồi. Mà em mới lên 2kg á. Đó là em thấy em lên thôi. Nhưng mà chị á là chị thấy em xuống. Mà chị nói em xuống là em xuống. Nên là thôi em nhận đi cho chị vui nha. Dạ, dạ. Vậy thôi chị Kiều ngồi đây đi chơi với em nè. Chị mà ngồi đây lỡ người ta đâu có tới. Ai tới? Không phải, ý của chị á, chị mà ngồi ở đây nè, xong rồi á chị đứng dậy đi tới đi lui, chị làm phiền em, ảnh hưởng em học bài không có vô. Dạ. Em ăn đi rồi mình có sức mình học nha. Vô. Dạ. Đúng rồi. Em á là em nhớ em ăn hết cái dĩa trái cây này nha. Uống hết đi trà sữa đó luôn. Để mình có đủ vitamin, có đủ sức sống mình học bài để mình thi cho tốt nha. Nghe chưa? Nghe chưa? Nghe chưa? Em phải cần cảm ơn chị. Chắc nghe rồi. Ủa sao lâu rồi không có thấy ai tới tặng quà cho mình hết vậy chú? Từ từ đi bà. Ủa mà sao mọi người có thấy ông Bình anh em ở đâu không vậy? Không. Chú Mạnh? Không. Chị Hiền? Chịu á, không phải. Chứ ông đi đâu trời, cái ông nội này vô tri ghê, đã nói là cùng nhau hợp lực để tìm ra mà tìm ra đi đâu. Con người kìa, con đó. Im. Dạ. Nè, tao tao tao. Đứng lại đó. Làm gì? Bỏ chạy hả? Ngươi không thoát khỏi cái bàn tay của ta đâu. Cái tiếng này quen quá nè. Cái giọng ông Bình với ai? Ở đâu rồi Bình? Mà ở đâu ông vậy? Đâu rồi? Bình. Ông ở đâu? Tôi đi vô. Ông đang nói gì vậy? Để bắt tội phạm. Ngươi không thoát khỏi bàn tay ta đâu. Trời ơi. Nó làm cái gì vậy? Làm cái gì vậy? Con ngắn người ta. Nguy hiểm quá, xuống đây. Từ từ. Chi chứ cực nè, có lộ mũi ăn trâu rồi kìa. Chi nữa. Mày làm gì đến chi? Cho nó ấn tượng chú. Nó ấn tượng dữ chưa? Không biết mà thấy đau quá. Hả? Mày, cái này là mày làm cái gì vậy? Mày làm cái này chi vậy? Mày làm cái quái quỷ gì vậy? Chú không thấy người nhện hả? Nó phóng tơ để nó bắt người, còn con phóng dây thừng để trói. Trời ơi. Ông hùng hả? Không có biết. Nè, đây là ai vậy? Mày tới đây tặng quà không rõ nguồn gốc. Hai mau ai đây? Ủa, có chuyện gì mà ồn ào vậy mấy anh chị? Chị Hiền, hắn ta khinh thường chị, không thèm khai luôn kìa. Ông chứ. Gì? Ông bịt miệng người ta vậy sao người ta khai? Thả ra. Em phải thả cái miệng thôi, giữ lại. Rồi. Ông là ai? Là tôi nè. Ủa? Má. Hả? Ủa, cô Phúc. Cô Phúc. Ủa, chị Phúc. Má có sao không má? Má không sao đâu con. Phương an tâm nha. Hồi nãy tụi chị thiệt sự luôn là chỉ dịnh cô có chút xíu mà không có làm đau cô. Chú đảm bảo luôn hồi nãy không có gì chứ. Dịnh gì đó. Nhưng mà sao má thập thò má lấp ló chi cho mọi người nghi ngờ má vậy? Tại vì má muốn tặng quà cho mọi người. Vậy chi cho cực chị? Chị tặng chị đưa thẳng đi đâu chị phải lén lút chi vậy? Vậy là trước giờ mấy món quà mà xóm trọ nhận là cô Phúc tặng á hả? Đúng rồi. Mà cô ơi, sao cô lại tặng quà cho tụi con vậy? Với lại sao cô lại tặng quà lén lút như vậy nữa? Cô có âm mưu gì với tụi con hả? Vậy thì tại sao cô nói là nhà cô nghèo, cô còn phải để dành tiền mua phở cho thằng Phương nữa, thì tiền đâu mà cô mua những cái món quà đắt tiền như vậy tặng tụi con? Thực ra gia đình chị rất là giàu, nhưng chị không muốn con chị nó ỷ y vào điều này mà lại không lo học hành. Thì ra là vậy. Vậy là chị đem chị giấu tất cả mọi người ở đây, và luôn cả con trai của chị là nhà mình là nghèo khổ vậy đúng không? Đúng rồi. Tại vì chị từng chứng kiến những đứa con của gia đình giàu có vì ỷ y vào tiền bạc của nhà mình, rồi ăn chơi, trác tán, rồi phá phách đủ kiểu, có khi gây ra hậu quả rất là nghiêm trọng. Chị chỉ muốn con chị
nó càng phấn đấu nhiều hơn nữa. Nhưng mà bên cạnh đó, chị muốn trả ơn cho những người đã từng giúp đỡ mẹ con chị. Con à, mẹ làm vậy chỉ là muốn tốt cho con thôi. Tuy mẹ nói là gia đình mình nghèo, nhưng mà khi con cần tiền mua cặp sách hay là dụng cụ học tập gì đó, mẹ đều đáp ứng cho con, không thiếu thốn gì mà, đúng không? Thiếu chứ cô. Con thấy Phương á, là một đứa trẻ hiểu chuyện. Phương không bao giờ đòi một cái gì đó cho mình riêng mình hết á. Ví dụ nha, là cái máy tính của Phương đi, nó hư rồi, nó cũ rồi, nhưng mà Phương vẫn cố gắng sửa nó để xài, mà không hề kêu ca một cái gì luôn á. Con biết là cô thương Phương, nhưng mà đôi khi cái chuyện mình nói dối Phương như vậy á, sẽ khiến Phương tự ti về gia đình của mình. Nó vô tình tạo nên những cái rào cản kìm hãm để cái sự phát triển và mơ ước của Phương á cô. Trước giờ á, cô cứ nghĩ chuyện nói dối đó là chuyện nhỏ thôi, để giúp con cô nó có ý chí mà phấn đấu, chứ cô đâu có nghĩ là sẽ kìm hãm sự phát triển của nó đâu. Má, nhiều khi con muốn xin má cho con học thêm cái này cái kia để con nâng cấp bản thân mình hơn. Con muốn xin má được cho con đi học ngoại ngữ. Con muốn xin má cho con tham gia mấy cái workshop của mấy cái trường lớn để con giỏi hơn. Nhưng mà con không có dám xin. Con biết á, con xin thì thế nào má cũng nói là nhà mình nghèo lắm. Mà mỗi lần con nghe thấy má nói như vậy, con sợ con sẽ buồn nhiều hơn. Còn về cái xin lỗi, má không cần phải làm như vậy đâu. Năm nay con 18 rồi, con sống với má mười mấy năm rồi, sao mà con không biết nhà mình như thế nào hả má? Má, nhưng mà con đang cố gắng, con cố gắng chứng minh cho má thấy là con trai của má giỏi lắm, để má tin tưởng con, má mở lòng ra, má chia sẻ với con nha má. Nhưng mà bây giờ mình đăng ký mấy môn nó còn kịp không con? Con cứ đăng ký hết đi, con muốn học môn nào má cũng cho tiền con học hết á, nha con. Con cảm ơn má, nhưng mà má phải cho con ăn phở trước nha. Khờ quá, mẹ con đã chịu bỏ tiền đóng tiền học cho con vậy, bao nhiêu tiền bao nhiêu cũng đóng. Tôi phải là nghĩa lý gì, đúng không? Đúng rồi. Chúc mừng con nha. Chúc mừng Phương. Cảm ơn mọi người. Cô mở lòng với Phương rồi, không mấy cô mở lòng với nhỏ em con được không? Tại vì nó cũng muốn học đại học với cô. Ha cô ha. Ha. À. Ủa con nói gì sai hả cô? Sai chứ sao không? Sao mà vô duyên đâm bán kỳ cục vậy? Nè, cái này tao đang dạy giùm mày đó. Có ai mượn đâu, tự nhiên chỗ mẹ con người ta đang tâm sự tình cảm như vậy mà ông chọc vô cái nó đâm bang liền không? Tập vô duyên không bỏ mà sao mà... Tức à. Bởi vậy nhiều khi thằng Thiên với con Kiều nó hai anh em mày là đúng đó. Dạ. Chuyên gia hoặc cái gì đó. Chiếm sống, bót lại tụi con rồi chú. Đó, cái chỗ mẹ con người ta cũng vậy, cũng như ráng mà dành. Hiệu hình nó làm cái gì? Thiệt. Thôi à, nói chung là con á, cố gắng trong đợt thi nè, thi thật giỏi, xuất sắc vô, hiểu chưa? Coi như cái đó là trả lại công ơn của mẹ con mà mấy năm qua đã cực khổ mà giả bộ nghèo. Dạ chú. Thôi ráng học hành thi cử đi, xong rồi về đây chị tổ chức cho một bữa tiệc lên đình luôn để chúc mừng em. Được nha, cái này được ha. Cảm ơn chú, em cảm ơn mấy anh chị. Nhưng mà cái tiệc đó cho má con em lo nha. Ủa, sao vậy? Tại vì kể từ ngày hôm nay nè, là em biết nhà em cũng giàu á. Nhưng mà không được nha mấy đứa. Sống chồng mình là sao nè? Sống chồng mình là một gia đình. Cảm ơn bà con đã vừa xem tập phim Sống chồng chú Bành vừa rồi. Nhân tiện này, nhà khoa sinh lý chúng tôi có những chương trình ưu đãi đặc biệt cho bà con như sau. Niềng răng, mắc cài, tự khóa, chọn gói 40 triệu, trả trước 10 triệu, mỗi tháng chỉ còn trả 1 triệu thôi. Làm răng sứ giảm 50%. Tặng 4 triệu cho chồng răng Implant. Tẩy trắng răng giảm 50%, giá chỉ còn 1.500.000 đồng. Giảm 50%, giá chỉ còn 1.500.000 cho nhổ răng khôn. Khi chấm răng giảm 50%, giá chỉ còn 300k một răng. Đặc biệt, đọc bát Sống cho chúng mình để được vệ sinh răng miễn phí. Địa chỉ nha khoa Slip là 159A Trần Huy Liệu, phường 8, quận Phú Nhuận nha. Và số hotline là 0933 565 385 nha.
Bao nhiêu năm tôi loanh quanh ở trong cái xóm trọ ồn ào, có lắm chuyện vui buồn, đôi khi cười ra nước mắt. Có mấy cái phòng trọ tới tháng đi thu tiền, mà sao nó ngang ghê. Chị kia còn bị đau bị ốm nè, còn anh kia thì chưa tới tháng.